À, xin chào anh em. Đây là bộ đồng Novatec từ mua Lazada về, mã là cối sau, đồng sau hay gọi là mirror đó, là D042SB. Dòng này là dòng cối nổ, Cường sẽ thay cho con Giant S khác của mình. Thì tổng thể thì anh em thấy đấy. Đồng sau cối nổ cầm này. Đó, cái này là xoay sơ sơ thì mình thấy nó cũng đã nổ nhỏ nhỏ rồi, thì gắn vào không biết nó kết quả là sao. Thì khi mua về thì một cái hộp thì nó sẽ có bộ của nó sẽ là đùm trước thì mã là D041SB. Dòng của Cường thì là dành cho thắng đĩa này. Đó, thắng đĩa. Với Giant Kép thì bộ bánh hiện tại là đang sử dụng 28 cam, nên là cái này vừa mua là cũng vừa đủ 28 cam luôn. Này là cúi phình đi, tất nhiên là tốt hơn so với lại nhìn có vẻ đẹp và chắc chắn hơn so với lại cái đùm theo xe. Cái bộ cối này thì nó hình như là nó sử dụng được khoảng cho anh em nhìn này, nó ghi này 11S, tức là dành cho bộ 11 tốc. Tuy nhiên là con Giant của Cường thì nó chỉ là 8 tốc thôi, tức là 8 lít phía sau. Đấy, thì không sao cả. Cường đã chuẩn bị sẵn bộ trên trong trường hợp mình thiếu rồi. Đầu tiên chúng ta tiến hành đan cam. Đây, ba thứ chúng ta sẽ chuẩn bị trước. Đây, anh em cầm đồm lên này này, dựng đứng thế này, và mình tiến hành đan. Cái này là sỏ cam chứ. Đây, anh em cứ tiến hành sỏ này, một lỗ này, mình cứ bỏ cạnh lỗ rồi mình sỏ. Chỗ này Cường sỏ ở dưới cho anh em dễ nhìn. Đây, mình cứ đầu tiên là mình sỏ ở hướng này nha, anh em cứ thấy là ở trên xuống. Cách lỗ mình thả một cam. Rồi, sau ở dưới thì mình làm ở trên. Cũng tương tự như vậy thôi, mình ok, sau đó mình lật ngược cái này. Giờ mình sẽ xỏ lại những cái lỗ còn thiếu anh em này, có những lỗ còn trống thì mình bỏ vô thôi. Xong, anh em chọn một cái bên nào mình làm sau đây, mình sẽ túm nó lại. Túm phía trên. Anh em dùng cái thun mình cọt nó lại, cho nó đỡ vướng cái bước kia mình đan cho nó dễ hơn thôi. Rồi, ok, chúng ta sẽ đan từ đây.
Bây giờ anh em mình thấy là mình sẽ đan hết cái số căm ở trên cái phần trên này trước. Mình chọn một cái căm bất kỳ, không cây căm nào cả. Anh em không cần phải lấy dấu gì đó. Mình sẽ tiến hành đan. Ở đây là cường đan, kỹ thuật là đan 4. Thực ra với đan 4 này mình thấy rằng là hầu hết các cái bánh xe mình đều đan như vậy được. Ví dụ như là của cường là bánh 28, 32, 36 anh em đều đan như vậy được. Rồi, công căm bất kỳ, anh em đâm vào cái lỗ nào đó. Rồi, anh em đâm xuyên hẳn qua bên này để mình vặn cái ốc nó vào. Anh em vặn khoảng cảm ứng thôi, cảm giác thôi, anh em vặn khoảng vài vòng, 3-4 vòng gì đó, mình không biết cụ thể nó bao nhiêu. Rồi đây là cọng căm của mình ở trên, nó xỏ xuống dưới đi ra, nó mới ở dưới nha. Thì mình chọn tiếp cái cây căm tiếp theo này, cây căm tiếp theo kế bên nó, anh em xoay nó ra đây này. Thì anh em đếm cho cường là bắt đầu từ bỏ qua cái căm đánh làm dấu nha. Mình ở đây là căm này là mình sẽ chéo đánh chéo 6, mình đánh dấu thôi, bỏ qua cái này nha. Mình đếm này, 1 nỗ này, 2 nỗ này, 3 nỗ này, 4 nỗ này, 5 nỗ này, 6 nỗ này. Thì anh em xỏ vào vị trí số 6 cho cường. Đó, mình đâm qua. Rồi mình cũng vặn nó vào. Rồi, cái này mình chỉ đánh dấu, mình để đây thôi. Chút nữa mình sẽ xử lý cái dàn căm ở phía trên, nó đâm ở trên, ở dưới lên trên này, tức là nó ở phía trên nó đi xuống. Mình sẽ tập trung để xử lý cái dàn căm ở dưới. Thực ra thì tại vì nếu mà cường đan thì cường sẽ đan cây căm trên, cây căm dưới, nhưng mà tại vì quay cho anh em thì cường sẽ đan hết ở dưới trước, rồi cường sẽ đan ở trên. Thực ra nó sẽ khó hơn chút xíu, nó vướng hơn ở cái bước sau, nhưng mà anh em sẽ nhìn nó dễ hơn. Thì mình nhìn nè, bây giờ mình lại tiếp tục mình nhìn cọng căm ở dưới nha, cây căm ở dưới nè, và cây căm ở dưới bỏ qua cây căm ở trên, thì cây căm ở dưới tiếp theo mình sẽ đếm nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, mình đâm vào vị trí số 4. Đây là đan 4. Thực ra nó có nhiều kỹ thuật đan căm, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc đan này là ổn nhất. Cái việc đan 4 này, cái xe mà anh em con Gen Escape thì mặc định họ cũng đan 4 như vậy. Đây là mình đan giống hệt như là ban đầu. Rồi tiếp tục mình lại bỏ cây căm này ra, và mình lại tiếp tục này, lấy cọng căm cây căm ở dưới này. Đó, anh em lại tiếp tục đếm từ cái vị trí bắt đầu này, anh em 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Và tiếp theo anh em ấy là 1 2 3 4. Thì bây giờ anh em lại thấy cái vấn đề là nó bắt đầu xuất hiện cái cọng căm, và này anh em lưu ý kỹ cho cường nha, nó tới cái đoạn cái cọng căm mà mình đi ngược lại, anh em thấy này, cây căm mà anh em nào nó xuất hiện cái căm mà hồi nãy mình đan để làm mốc đó, mà tại cái căm này nó đi ở vị trí như thế này, thì là cây căm này ở bên trong nha, ở phía trong này. Để cường quay lại, anh em thấy không, cái cây căm này là nó, nếu anh em để phía trong này là không đúng mà sai nha, nó sẽ chéo đây này. Anh em phải vòng cái cây căm này
cho nó phía phía ngoài của cái bánh và mình kéo vô để nó kéo mình, nó sẽ đan kéo cái cọng căm này ha. Đây nó đè, tức là ở bên trong này nó sẽ đè cái căm ở ngoài vào, và ở vị trí là đây cứ coi đây, 1 2 3 4 đây. Đấy, nó sẽ đè vào, anh em thấy là chỗ này nó sẽ hai bên nó sẽ bắt chéo vào nhau. Còn nếu mà anh em để nó bên trong này thì hai cái căm này nó rời ra nhau và nó sai, và dẫn đến như bạn là cái lực kéo nó không được đều. Và nếu mà anh em sử dụng thắng đĩa mà anh em do cái ống căm này nó sẽ không bị kéo vào trong ấy, thì nó ở bên ngoài rất là bùng nhùng và nó chạm vào đĩa. Tất nhiên quan trọng nhất là cái lực cân của cái bánh nó sẽ không được chuẩn. Đấy, anh em cực kỳ lưu ý là mình sẽ phải đan chéo như này. Em 7 cọng căm đúng không ta? 1 2 3 4 5 6 7. 7 cây căm ở phía trong. Giờ mình tiếp tục đan các cây căm ở bên ngoài. Thì bây giờ mình lại cây căm bên ngoài thì mình thấy lúc nãy mình chỉ có một đan một cây căm nằm mốc ở đây thôi. Anh em nhìn này, cây căm bên ngoài nó sẽ là gì, nó từ bên đây và nó chui vào cây căm vào phía sau của cây căm này và đâm ra. Thì bây giờ cách đan giờ tiếp tục ở đây nó lại là một cái vòng quay lại là đan mối tiếp từ cây căm này, anh em đếm nè, 1 2 3 4 thì nó đây. Và như này đấy, mình kéo nó như này, nhưng thực ra thì anh em như hồi nãy cứ nói thôi, anh em không không thể nào mà kéo thẳng này ra được mà anh em phải vòng nó qua trên bên này để cong nó lại vào đây. Như vậy là hiện tại là Cường đã hoàn thành việc đan một phía của cái niềng xeo Cường rồi, anh em thấy không? À, đây là cái hình dạng nó một bên nhé, bên kia thì bây giờ mình sẽ tiến hành đan tiếp bên kia. Cũng tương tự như vậy, anh em chọn cây căm bất kỳ, anh em tốt nhất là Cường hay chọn cái cây căm ở ngoài để Cường, à, cây căm ngoài này. Cường đâm thẳng nó xuống, anh em có nhìn được không nhỉ? Đây mình đâm đâm thẳng này, anh em nhìn cái đầu này, đấy, nó ở giữa hai cái căm này, và anh em nhìn là Cường sẽ chọn là cái căm này nó ở ngoài bọc vào, thì Cường sẽ đánh mốc cái cây này, nó cũng vậy, nó ở ngoài, ở phía này thì nó ở bên ngoài nó bọc vào, thì Cường sẽ lấy theo cái đó và Cường lấy kế bên nó ở chỗ này, thì Cường sẽ bắt ở vị trí đây. Đó, kế bên cây căm vừa rồi.